trường vào cái phần vấn đề về đợt trước mi còn có cái một cái bản config riêng đó, hôm nào tìm lại hoặc là hôm nào xin lại được thì cho trường một bản trường về trường nghịch. Thì khác gì mình một admin mình cầm tool mình add đồ, mình tự add đồ mình tự chỉnh đam đâu. Lần mà cái vấn đề đấy ấy, cái vấn đề về áp đồ cầm tool nó kia và chỉnh đam ấy hoặc là soi màn hình check các thứ linh tinh, nó có công cụ quản lý hết cái đấy, nó chỉ có độ khoảng em tới thật luôn nhá. Mình không cần biết một cái gì, cứ có tiền phát báo thằng anh phát thì cái đấy nó chỉ dạy bạn nó khoảng nửa ngày là biết hết, có ngu đến đâu thì nửa ngày thì cũng biết, hoặc là nhanh thì 1-2 tiếng là biết biết hết. Những cái công cụ quản lý cái server này nó đơn giản lắm, nó không có cái gì cả. Cái quan trọng nhất ấy là cái vấn đề về nó phải chỉnh sửa được hoặc là nó phải nhận định, ví dụ như kiểu là bây giờ nó phải phát hiện ra được cơ, nghĩa nó phải phát hiện ra cái lỗ hổng hoặc là phát hiện ra cái lỗi đấy, à cái này lỗi đam này, cái này đam nó không ấy này, đam nọ kia này, hay là cái này nó bung được này, cái này nó hack được này, ví dụ như thế. Ngày xưa nhá, biết con Blade của MU của cậu vàng không, Miu với lại thằng thằng Hoàng ấy, thằng Hoàng Nguyễn ấy, là hai đứa ăn xong là chỉ có ngồi, nghĩa là năm ngoái là ăn xong ấy là nai trong bú tú moi xong là rảnh háng là ăn xong chỉ có ngồi là chờ những con MU nào open ấy vào test xong có bung coi xem có được không. Nó ở quán net của mình ở nhà, cứ giao dịch mình giao mình bán và nó cũng vậy, nó ở quán net nó bung. Thế tại mình nó bung ở quán net thì vấn đề là bị ban thì nó sẽ ban ID ở đấy, bạn hiểu không, nó không ảnh hưởng mình đỡ phải xử lý ID ở nhà. Cái đợt mà Blade MU cậu vàng live năm ngoái là bị bung được mấy mờ ấy. Không phải bung, bung thì bung được nhiều, hiểu không? Bung thì bung được nhiều, bung bao nhiêu cũng được. Nhưng mà vấn đề là bung được mấy mờ, tuần được mấy mờ ra thì nó lại bị admin nó phát hiện ra, nó khóa nó mẹ mất. Thế là nó khóa nó mẹ mất. Chứ ngày xưa Miu nắm, Miu cho nắm kiểu lắm, mới tưởng à. Ừ, cứ like đi. Bây giờ bạn like từ bây giờ đi, đến lúc mà sang bên kia ấy thì mình có phép viết các thứ linh tinh, xong rồi tôi giúp cho bạn một ít follow vào cái fanpage đấy nữa. Ví dụ như là bạn ấy cũng chơi game rồi, bạn cũng có team, ví dụ đủ 1-2 ông tuần te tiếp bảo là đấy thì chơi bên S2 cùng em qua thì là deal sang thì bạn ấy xin một cái mốc cho nhỏ thôi. Đấy thì tôi sẽ làm việc lại với lại chỗ Hiếu xem như nào. Ngay từ đầu chứ tôi chẳng nói như thế, nhưng mà coi có thể nó coi nó sẽ thu mua lại, nó sẽ không cho, nhưng mà đồ chắc chắn nó sẽ cho bạn cái mốc 5M. Ví dụ như đầu game thì nói chung là tôi cũng chỉ được mốc 5M thôi. Mốc 5M đấy thì coi nó không át hết 100% đâu, coi nó chỉ át được khoảng 2M là căng, tại vì nó mua lại coi đấy mà. Nhưng mà nói chung là cái đấy thì mình hơn đầy nữa rồi, 5M của mình có cái đà để mình hơn đầy nữa rồi. Rồi tí bó ra đang bỏ định đi ăn nên đói quá. Đấy đi, bạn ấy đi, tớ đang đồng bút với tớ đang cài nốt mấy level cho lên 400, còn 5 level nữa. Đây này. Chứ còn thật ra là Hiếu, kể cả Hiếu hay là bọn thằng Hùng này, mình thì mình thích đi kiểu là xây dựng cộng đồng hơn. Còn thằng Hùng này kiểu là nó bản thân nó ấy, bản thân thằng Hùng admin này nó đang không kiểu nó đang, nó thì nó cũng đam mê, rất là đam mê về game, nói thẳng là khi mà nghe nó nói chuyện nó rất là đam mê về game, nhưng mà vấn đề là trong đầu nó như là nó chưa có một cái gì gọi là vấn đề về tư duy và quản trị và vấn đề về nên lộ trình cả. Mình với thằng Hiếu, vấn đề hôm trước Hiếu bảo mình là anh đang định cho gen nó thì ít thôi, con nhân vật đầu tiên các ạc là 5 triệu, các con tiếp theo thì 500.000 thôi. Mình hỏi chứ ôi giời, con đầy bố. Em biết là cái gen nó là cái vấn đề, nó là cái đồng giao thương của trong game, nó là free, anh em có thể cày được. Nhưng mà vấn đề là như này, S6 ấy nó nhiệt là vấn đề ở cái cọ sát, và thứ hai ấy là gen reset, gen rửa tội, gen đập đồ quay đồ, nó rất cần rất nhiều gen. Và bây giờ anh để cho nó gen nó hiêm như thế ấy, đã chết rồi, không có sự cọ sát là nó đã tiết gen là bị thất bại của mình rồi. Và thứ hai ấy là cái gen anh có thu được về gì không, ví dụ là người chơi nạp tiền vào nó có coi thì anh bảo viết anh bán bùa, anh bán gấu, anh cho thuê bùa thuê gấu, anh cho thuê đại quỷ thì anh còn thu được cái coi đấy về, đúng không? Coi như ở mình phát hành ra mình thu về lại, mình phát hành trái phiếu mình thu mua lại trái phiếu,
bây giờ anh thu mua lại cái gì? Mua lại gen à? Anh có mua lại gen bằng ATM không? Cái gen bằng ATM anh bán, anh có không? Tất nhiên là sẽ có những cái đứa mua lấy coin để mua gen, rồi lại tiêu thụ cái coin đấy vào cái vấn đề bùa gấu, nhưng mà cái vấn đề đấy nó lại bị mắc hai cầu, đúng không? Theo cái tư duy của cái người kinh doanh người ta là như thế. Nên là mình chỉ có giao thương bán đi bán lại, là mua đi bán lại, mua đi bán lại, phát hành ra và thu về, phát hành ra thu về, chứ phải phát hành ra lại qua một bên trung gian đó là ông C nữa lại mới quay về bên mình, khó lắm. Cái thứ hai là mình, cái cộng đồng của mình nó cũng chưa đến cái mức là kiểu là phải khổ sở như thế. Nên là mình bảo là hôm trước ấy là em đang thấy là anh đang cho 50 triệu gen một nhân vật ấy, nhân vật lập ấy, với lại là 50 triệu ấy, thì bây giờ anh chuyển xuống là còn 20 triệu một nhân vật thôi. Giống như bên thằng giống như bên cái bên S2 này là được, đúng không? Alo. Cảm ơn nào. Nói chung là bạn mà có bạn livestream, bạn mà có một cái team cứng cứng ấy, bạn đi vào dễ hơn. Đừng hổ mang tai mang tiếng cực kỳ luôn, thằng hổ thằng lộc cộc đuôi á. Cái đợt mà hôm trước bạn biết cái thằng hổ thằng lộc cộc đuôi cái tính bọn thằng cò Gam Minh mà biết đúng không? Thằng cò với thằng báo là tôi xin cho nó vào live đấy. Tôi xin nói thẳng luôn là tôi deal cho nó vào live. Nó bảo là Miu ơi, live bên Hồng chán lắm, Hồng đang trả tôi với lại cò 10 triệu hai đứa. Thì tôi là 6 còn nó là 4. Thì là tôi cứ deal cả luôn cho cả hai, còn lại tôi chia. Thì mình bảo là ừ thì bây giờ thôi hai bạn mà không like bên đấy thì nếu mà có qua bên này like thì tôi giới thiệu cho. Thì hôm trước là like thì cũng like xong rồi bố like được 1 tháng ấy. Xong con Hồng nó like bên mới thì nó lại lấy con mẹ cái bếp mới, nó đập mẹ một cái bếp mới luôn, nó like bên chẳng có cả con Hồng, bạn hiểu ý tôi không? Hồng núi. Thế là thằng Hiếu nó chụp ảnh nó gửi cho tôi. Tôi là cái này em cũng không biết, tại vì là Hồng cũng bảo em sang like bên server đấy nhưng mà em không like. Nói thẳng là em không like bên đấy, tại vì là em bảo em đang like bên Hiếu rồi, tại vì là con Hồng ngày xưa tôi kéo, tại vì thứ nhất nó chơi không fair play, bạn hiểu ý tôi không? Hôm trước tôi kéo cho nó người chơi nạp nhá 130 triệu, xong rồi nó bảo tôi là Lưu Quang Tuấn deal nương cho tôi, deal cho tôi một cái hợp đồng là 6 triệu rưỡi cộng với lại 10% nạp của người chơi tôi kéo về. Thì nó bắt tôi là bình thường nhá, tôi chỉ cần là những cái người ở vui tôi là tôi đã được rồi. Nó còn bắt tôi là bây giờ là phải chụp, nghĩa là phải gửi bill hoặc là hỏi xem là nạp bao nhiêu, thời gian bao nhiêu các thứ linh tinh, nghĩa là tên chủ khoản tài khoản, nghĩa là nó phải xác nhận lại ấy. Xong rồi bạn tôi nó hỏi là chứ kiểu nó ở bên nước ngoài mà. Anh nó ở bên nước ngoài còn thằng em thì ở Việt Nam. 130 triệu hai cái mốc luôn, một mốc 60, một mốc 70 và một phát 130 triệu luôn. Xong bắt đầu là hai con của nó, xong bắt đầu là mình bảo là như thế, xong bắt đầu là cuối cùng cái tiền mà 10% cho mình cũng chả thấy đâu. Xong rồi bảo là mấy đầu nó bảo mình là ký hợp đồng 1 tháng một nữa, 2 tháng một nữa, mình bảo thôi cứ tháng đầu tiên đã, còn tháng thứ hai thì nếu mà ổn thì mình ký tiếp. Đấy, xong bắt đầu là tôi xin vào ngân hàng tôi thôi. Tôi like 1 tháng luôn. Tôi là ông ấy Hồng sắp tới thì tớ làm ngân hàng tớ bận tớ không like được nữa đâu, thì Hồng thông cảm vậy. Đấy, còn cái tiền 10% kia nó kia chả thấy nói năng đéo gì luôn. Thế thì đấy, không có hợp đồng chính thức nó khổ vậy đấy. Kiểu nó cũng chả đáng bao nhiêu đâu bạn ạ, nhưng mà vấn đề là kể cả mình bỏ 10% không quan trọng đâu, vấn đề là mình cũng xác định như kiểu là anh em vào chơi ấy, tạo dựng sao cho anh em cộng đồng mà người ta chơi, người ta bỏ tiền, người ta thấy xứng đáng cái đồng tiền người ta bỏ ra. Kể cả ví dụ như mình thế, biết là ví dụ như kiểu mình đi uống bia uống rượu về mệt người thôi, tốn tiền mệt người, mỗi một lần đi 1-2 triệu bạc với bạn bè, nhưng nó thật ra là cái tiền đấy ấy nó cũng chả, nói chung là cái bữa ăn đấy hay là cái bữa chơi đấy nó cũng chả báu bổ gì hơn là so với mình ăn uống, có khi nó chả bằng mình ăn cơm ở nhà đâu, nhưng mà mình vấn đề mình bỏ ra mình thấy đồng tiền của mình nó không tiếc, bạn hiểu không, thì nó xứng đáng. Đây thì các bố các mẹ ấy nói chung là ấy lắm, nên là Miu riêng ở team Miu nhân những cái MU là mẹ mày nó quá cỏ, đéo quan tâm ai. Ví dụ mình cũng chỉ nói luôn là like vậy thôi, chứ còn khi nào có ấy hơn thì anh em mình sang mình kia chơi. Nói chung là mình nhận định luôn cộng đồng luôn và nhận định luôn cái tiền nạp luôn cho anh em.
phải đấy, cái giá phải nạp vào cho chúng nó 10%, nó được 90 còn mình có được 10 thôi mà. Và tội gì phải bảo anh em phải kích anh em để anh em vào làm gì, không mất thời gian tiền ra. Nói chung là tôi thì tôi không có cái kiểu nói như vậy. Đấy. Đây tôi đang này, đây tôi đang đi về mua tên này, tôi đang mua tên này. Ok. Nói chung là tôi nhiên thì tôi ở là rảnh cứ bật con bạn đang rảnh cứ bật màn ly lên nhà thân nhỉ. À, bạn bạn bảo bạn thường bạn rảnh bạn bật lên bạn ly lên. À cứ ra cái ấy đi, ra hết cái YouTube đi, share lại cái màn hình đấy, share lại. Đây 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 bạn ơi đây này, cái chỗ cổng sau của nó ấy, cái chỗ mà mình hay ăn ở chỗ đảo đảo nhỏ nhỏ ấy, dân vào cái chỗ đảo nhỏ ấy mình ăn ấy, tôi dân luôn vào cái đảo nhỏ này, ăn luôn vào đây đi để phòng có địch. Đam đi, đam trước đi, đi tôi ăn này. À quên, tôi đi tìm chứ, quên lại bảo tôi đi ăn. Rồng ơi em trốn đâu rồi? Đây đây bạn ơi, con nữa này trên đây có con nữa này, không sao đâu cứ đứng đấy tôi dăn được. Thì nó phải tự tìm tìm chứ, không nhẽ hết hợp đồng thì ở đây ăn vạ nó kiểu vào. Hôm nào hết hợp đồng? Tôi ngay từ đầu tôi nói là để 31 tôi nay sang này S6 mà. Không không sao đâu, tôi sẽ tạo cho bạn profile trước. Im tí nữa tôi bút cho bạn ít follow với lại là bảnh tôi bà đăng tôi lên làm ấy đi, tí nữa tăng tôi vào làm biên tập viên xong rồi tôi ấy cho và tôi kẹp chéo cho nhanh. Kéo vô. Cái này tôi kéo nó về đầu cổng này, sao con em không vào phụ mày. Vào đây. Trốn ở đây à bạn ơi, trốn mình tạo Không có, chắc là nếu mà bạn like thì tớ sẽ xin cho bạn ấy Milo. Tại vì tớ đang nhận đào tạo Milo nữa mà. Milo không? Tớ có Zoom Rack Milo không? Con Zoom Rack Milo. Nhưng mà nó không vào bạn ơi, cái này nó không, con này nó không vào. Đi tìm tiếp bạn nhỉ. kéo quá thì làm sao nó vào được. Nó bị nát rồi. Đây đang đi tìm lên trên này, tìm mấy con thứ ba chưa, còn một con nữa thôi, chắc chỉ có bạn về Milo. Milo là tôi sẽ ăn ấy thôi, tôi sẽ xin cho thôi, còn không còn mấy ông kia thì thôi vì nhiều, coi vì có mấy cái đứa nhỏ nhỏ nó cũng nhờ mình ấy ấy. Bây giờ sao Tìm được, cái gì đấy, có gì đấy để xin. thật luôn nha, thả à, hỗ trợ mẹ bạn mốc bạn ở cái mẫu này, bạn còn vào bạn like còn hơn được, chắc hơn được bằng bạn cái thằng hai cái thằng dở hơi kia, hai cái thằng dở hơi kia bạn nhìn xem cái thằng Ok Man với cái thằng Ryan ấy, nhìn nó có ra cái hồn mẹ gì không, ăn chả nên nói chả nên lời, nói chẳng nghe cái mẹ gì luôn. Ê, luôn nó nói không nghe cái gì luôn. Mày 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 tai mày bị nãng à?
không phải bị lãng mà nó nói giọng miền trong ấy, kiểu nó nói nhanh nữa ấy, không nghe thấy. Đâu, đang bảo là thằng thằng cái thằng Ukemen cơ mà. Ân nói đéo ấy, thân miền trong à? Ân. Đấy, tao thấy mày bảo mày cho gì đấy, tao còn xin. Cho cái gì? Tôi thấy con vợ là thôi. Tôi chưa thấy thằng chồng. Hay đang, tôi đang robot rồi, bạn vào hàng rơi đi. Tôi nghĩ là nó ở hang rơi ấy. Triệu hay sao ấy? Đua top PC Boy cá nhân được 2 triệu. Với lại còn cái đua top PC Boy Gui hình như được 5 triệu. Gui, Gui mình đéo đua được đâu. Gui nhưng mình mà nó là đến 11 cơ mà. Đến giữa tháng gần nó phải rơi vào 2 tuần nữa bạn ạ. À. À, đua được không? 2 tuần nữa đấy. 2 tuần nữa đấy. Tôi chỉ sợ thì mẹ đến lúc, tại vì đồ của mình nó thọt quá, nó khó chơi thôi. Tớ là tớ chơi hết cái tháng này là sang đầu tháng nhà tôi cũng sang server kia rồi. Server nào đấy? Hai được 500 nghìn. Thế hết con năm chưa? Chưa à? Có 2 gui á? Có 2 gui á? Top 2 gui được 1M hay sao ấy? Được cái mẹ gì? Nói chung là nó chả nhiều đâu. Top 2, top 1 được nhiều, top 2 chả được cái mẹ gì. Nói chung là may là nì được cái tôi nghĩ là được top cá nhân. Mất cũng chơi top cá nhân. Cái gì sợ thì nó đi săn nhiều quá thôi, tại vì là đồ đạc mình không đi săn nhiều, với lại là giờ nó vào mốc. À đây tôi nhìn rồi. Thấy hết rồi hả? Đây thấy hết rồi, ngay đầu K2 à đầu tắc K2 luôn này, để tôi săn về giữa luôn này. Tôi văn ở cái chỗ mà cái GG mà anh em mình ăn lúc 3 giờ hôm nay này bạn Trường ơi. Đấy. Bạn dẫn đi, tôi về từ Nam này. Thì mẹ bên mình không like nữa, đéo biết thì tồn tại là cái lúc này đến 11 mà sao giải không. Cố gắng view. Xem vào này, xem vào đầu hả? Xem vào đầu tay của nó mà. Ôi địt mẹ, từ tắc căn 2 bây giờ kéo về tắc căn 1 thì mệt lắm. Địt mẹ không mất dậy này, nó ở trong hang ấy này. Nó ở hang Zubo. Đang quét thì đang mót rồi. Bây giờ cầm con DK đi kéo. Có búp không? Còn thử nó búp không? Mày xem vào 3 mà. Kéo đi, hôm qua tôi còn dặn là từ ấy nên ấy vẫn được nè. Thôi rồi, tí nữa sáng nay là thân không ăn bót bên xe vào 3 nữa, thân qua bên thân phụ. Bạn thấy thôn này bạn Trường có ấy không? Bạn Trường có like bên đấy không? Để tôi, mẹ chết cũ rồi, để tôi còn xin nào. Xin thì chắc chắn là cho, nhưng vấn đề là xin là phải like. Trường ơi, tao cũng xin mày like, không like nó kia, xong rồi đến lúc không truyền thông nó kia thì cứ vào cứ nẹo được 1-2 hôm nó chửi tôi mệt lắm. Ờ thì tất nhiên là bạn thì ok rồi, nhưng mà tớ đang có sợ con Milo ấy. Tại vì là tớ vụ dính cái vụ mà đấy hôm trước đi hồng cò mà nó nói mình như thế mình cũng thích chỗ không, rõ ràng đi mình được mẹ gì đâu, thì gọi là không xin được. Tao xin được Trường like xem vật khác lại. Xin thì vấn đề là xin được, mình không xin được thì tớ xin cho bạn like server khác. Server vừa vấn đề server như nào, nó xây dựng được cộng đồng cho mình không?
Được chưa, chứ không phải là ấy. Với lại sau này để mình lưu lương luôn. Thân ơi, tới bạn định sang xe bờ nào chơi? Con xe vờ sắp ra Con nào? rồi, con 28 SS2, không phải SS6, 28 á? 28 test nào vừa nữa chả nhớ, đang kéo bot đi mẹ đi. Đúng rồi, qua 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 Bài Tết ở đó. này ông chủ vui ở bên kia đó mà mở server SS6 nữa, tao gọi lốt trường đi cho đi, chỉ làm nai thôi, ông đang kiếm người nai. Ai có tiền không? Có chứ, đại ca tao có tiền mà, Vậy lại có tiền là gì rồi? mấy thêm 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 thằng đệ của đại ca tao lúc nào nó cũng lấy top 1 phù hộ. Ai là đi thôi, có tiền. Thằng ấy nó địt mẹ, nó nạp kinh vẽ lùn ra, sáng đéo nào cũng tám, cái hôm mấy hôm vừa rồi hôm đéo nào sáng ra cũng 8 triệu vào trong ạc, 8 triệu trong ạc, mà server đéo còn cái gì, bảo nó đừng nạp nữa, nó bảo thôi tiền ăn sáng ủng hộ admin bạn ơi. Tối hôm qua về bên kia công thành chiến cho nó thôi. Hôm qua qua công thành chiến của bên ấy chứ nhỉ, bên Cusin nhỉ. Bên tối hôm qua tớ công thành chiến bên F2. À, Bên bên của à thằng mẹ Dũng Nghiện đấy, em biết không? hả, Xe vào Dũng Nghiện, em biết không? cũng nghiện á. Tên 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 miền của nó là gì? MUES2.com.vn. US2.com.vn. Không, nghe quen quen chứ còn không biết. US2.com.vn. Thằng danh con nó là đầu tháng mùng 4 lại open 4 mùng 6 còn thêm server nữa. Mở nắm thì để hút máu hả? Cái server vừa rồi nó cũng đớp được rơi tầm khoảng 300 400, riêng riêng cái thằng tốt phú hộ cùi tớ nó đã rơi mẹ một lửa rồi. Là vui Kiều luôn. ơi, chưa cho con em về bắn con bốc 2 ở D3 9%. Đa vi S3, tôi kéo về cửa Đa vi S3 rồi đây, chạy thẳng ra là thấy. Bao nhiêu phần trăm này? Ra cửa đi. Mẹ tớ xịt 2 lần rồi, chán rồi. Tớ giờ tớ chỉ đập set, bây giờ tớ dùng BS này set tiên lên 9, kéo lên 10, 1, 10 nữa. Bao giờ set tiên lên 9 xong thì bắt đầu mới quay. Bạn này đi, tôi đi xe xe kìa. Mà không biết có chơi được đến cái hồ bí hay không nhỉ. Còn một con nữa, mày trốn đâu rồi? Server này chắc không không đợi được đến ngày ăn may nha rồi. Không, tầm 15k là ăn được rồi. Hôm nay bao nhiêu rồi? Hôm nay cũng đã rơi tầm 13k mấy rồi. Con ép mà của tớ hôm nọ tớ mang vào tháp có gồng máu đâu, cộng có 4k mấy, 5k máu, thế là đang bắn quái, đang crep quái thì nó khạc hết ở trên.
qua xếp ạ. Để tí tớ qua xếp vào 4 5 6 tớ thử vào tháp được không? Vào vào được tháp thì ôn sát cái này thì nhiều lắm. Chỉ cho trường ăn với cả đứng ở trên Maya rồi đéo phải đi săn bot. Ăn 5 server đi bằng chúng nó thì mẹ đi săn bot cả ngày. Không, bữa tôi đi server 3, server nào tôi đi được mà. Để tí nữa tới này tôi test tất cả. Mình chỉ có ăn 4 tay thôi, mình ra mình lại đổi sắc. Nhưng mà xem cái này nó mở liên tục khi nó không đóng, không có thời gian đâu trường ạ. Mở liên tục, cứ thoát ra cái là tí nữa cửa tháp chuẩn bị mở. Đây. Không phải rốt mà là quá. Cái kiểu như là cái bản Kanima này, à quên, các bản bản Thịt nó xe của ai đi không vậy anh em? Ngày xưa mình chơi S6 mình cứ cày mấy con ép như mình không làm master ấy, mình đi mấy cc thấp cày được bao nhiêu. Cũng không biết nhưng mà nó không, nó vẫn cho đi mà, nhưng mà nó được bé ít hơn thôi, em đi được 2 3 cặp thôi. Đi được đồ Aruan này. Thế còn đứa nào bán cái quần mà quên mất. Cả năm trong coi. Kéo thấy con B2 nào nữa này, bịp thật. Thì đang chạy đây, một chạy rồi anh em ơi. Chạy Davia 4 thì tiện tìm rồng thì tìm cả con 2 nữa chứ. Ẩn ơi, chuyên số sinh ra chúng mình. Một thằng tuổi chó, một tuổi chuột. À đâu, nhầm, một thằng tuổi chuột. Ý. Chín hai. Bắt đầu chúng ta. Các bạn nghe vậy, nghe giọng bản trường còn nghe còn già hơn là bạn ấy nhỉ, bản thân nhỉ. Thì thằng có gia đình rồi, cái thằng chưa có gia đình nó khác chứ. Mày trốn đâu rồi? Còn chưa nữa trốn. Tôi chưa gặp bạn thân nhưng mà tôi... thằng nhiều cả đêm men ở đây à. Thôi, con sẽ có ba bạn ơi. Tập 1, bờ 1B ấy, một viên viên like. Ô, Miu đi CC không gọi nhá. Tôi bảo anh em có đi CC không, chả đấy anh em nói cái gì. Thằng Nghi Hùng nó cướp mất một con B5 CV2, CV3 rồi. Có con nào anh em ơi, có con nào không? Còn anh em xử lý nốt nha, tôi đi ăn đây. Ăn cái gì mà ăn? Ăn hết bot đi, rồi đi đâu đi. Tôi đi ăn rồi đi ngủ.
chợ gì tôi ấy hết cho các bạn ăn được gì nữa, bọn bà bọn nằm ăn hết đấy. Bọn bà và các bạn ăn đỡ gần sống rồi. Ok rồi, muốn hỏi ai hiểu, ai hiểu chắc tí phải có tí, tôi ăn xong rồi tí mới tôi mới gọi điện được. Ai hiểu tầm này sao, ai hiểu còn đang ngủ. Nếu mà cái server này là server đầu của nó thì còn sửa nhiều lỗi lắm. Ông server kia mà đang có 1.000 lần. 1.000 lần. Server S6 trước mình chờ ra nó ra nhiều rồi chứ. Cộng đồng của nó có rồi mà. Vãi, có con gà ấy mà. Anh ấy tìm con rồng ở đây không có không? Con gà. Thanh niên của cả thế suốt ngày đi ăn gà. Viện à? Ừ. Đâu tôi đi tìm mấy con rồng ở đây mà nó tìm con gà. Chắc là ở đa 4. 4 thì nó làm gì có gì. Bốc 2 thì từ nãy ăn một con rồi, giờ tôi đã ăn. Liên hệ đến ai hiểu. Bản thân ơi, duyên số sinh là chúng mình. Trời ơi, D4 bên cái lối mà chạy về D2 ấy, nhưng mà đừng có chạy, cứ chạy sát mép bản đồ xuống là thấy. Bạn thân ơi, đường phố tình là chúng mình. 67134. Bạn thân ơi. Này, nhanh lên. Bạn thân ơi. Bạn nào, bạn chạy về đây 4 đi, tôi dẫn ra. Ở đây, đây, thế đi, đi. Đâu, 64, 67, 134 ấy, ở bên này. Con DK này bị chắc thì kẹp mẹ, phí mẹ thì chứ bot đánh kéo trên. Có con rồng này, có con rồng này. Noren đầu gỗ 1 nha. Ăn đây, ăn đây, ăn luôn đây. Giữa cầu gỗ 1 với cầu gỗ 2 cái lượng thuốc đừng cháy đấy. Nhìn biết là con kia rồi hả? Bên đấy nha, bên 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 cái chỗ rừng 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 thị thị nông ấy. Cầu 1 dung dung đi ngược ra một tí. Ờ chuẩn. Giữa cầu 1 và cầu 2 nhanh lên. Có con rồng vàng. Nhưng mà đợi chủ của ta đây. Miu 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 miu. Cắn chết đi giờ. Tôi cắn bạn là tôi cắn bạn. FB2 đúng không? Con mèo à? Đấy. Ờ ok, con đấy phải tìm lại cái phần mềm cơ, tại vì con đấy có phần mềm cài đặt riêng mà. Tôi thích con đấy với này, à tôi cũng thích con đấy với này, tôi thích cái con mà nó ai thả lai xe nó cứ cảm ơn đã like, cảm ơn các thứ như tinh ấy. Nhưng mà cái con này nó hay tinh tinh tinh, nó khó chịu lắm. Con này ăn con rồng đi.
Con đi à, về nó xem này. Bạn gửi cho tôi một cái profile đi bạn ơi. Bạn ơi, tôi tìm cho nào. Để tôi vào tôi đẩy cho nhanh. Tôi tìm Telegram mình rồi. Có. Thì Kegaming cũng có. Hai bạn biết hai tuần bài là ăn trường này. Có. Đường ơi, một con ở à, hai con rồi, thấy hết B3 rồi nhá. Cửa 6 giờ ra này. Này này. Cửa 6 giờ nó gen ra chứ. Không phải con ở bên kia kìa. Tôi kéo hết về 6 giờ chưa? Đấy, đang 51 người, follow lên 52 người nha. Có tôi là 52 nha. Cảm ơn chào. Cái gì bạn? Để tôi book cho bạn nó nhanh. Đi mấy con vẹo này đi. Cả hai con đi. Cái đéo nằm đang làm xem đánh đế chế nên đéo là nhắm mắt không đéo nào. Có cả binh đoàn phụ thủy luôn. Chết lâm sản luôn. Mất luôn mấy cái gì. Đi vào đây mấy em ơi. Vào đây chơi. Một con vào. Ơ vào. Thảo thật không kéo được vào đây à. Đi vào. Ơ đéo vào được thật. Ờ một đứa ở trong này muốn bắn ra. Bạn này không kéo được qua tường rào ảo thật. Đấy, đứng ở trong tường rào bắn ra rồi đấy. Nhanh tao đi. Ok. Cái lúc khi nào tôi ấy tôi sang bên server 3 tôi lục quét. Henry ở bên mình hay là bên nó? Ông hiểu bây giờ bảo tối qua đêm qua bảo rồi vậy anh nhớ chơi DN nữa anh chơi MG. Qua đây ấy này bạn ơi. Đây ăn này. Rồng. Kênh đăng tải á. Được.
sao đâu, phải lúc nào bật lúc đấy cũng được mà. Cho bạn cái đơn này luôn. Không cộng một tí máu nào, cứ đứng ở trong bắn ra. Đâu? Tớ đi kéo nó vào trong cái, xong rồi tớ đứng ngoài tường rào tớ bắn. Bót cui này hiền, vẫn cứ thân. Bót cui này hiền. Thì nó phải ác hả? Ăn mỗi hai con B5 thôi, B4 là biếng, B4 là phải lồng cả búp cấy các thứ đi. Không có lúc à, bịt. Thì núp, còn đây cái bom phải núp còn gì? Chẳng được ai phải núp. Không biết bà ăn con kia chưa? Loanh quanh đấy thôi. Cái này số của tôi thì được đi. Hiểu từ em qua anh đọc trên Discord sợ có người ngoài nghe. À, 8%, 8%, từ rồi đi rồi. Về xem vào 3 tôi bắn bốc. À thôi. Chào. Để ý xem nó lên follow với lại like nhá.
Trường ơi, còn thánh chỉ không Trường ơi? Bảy. Vé 8 có đi được đâu. Đi năm sẽ vào ba mà. Dòng người ấy mà ấy dòng người đấy pin Miu nó bảo là ở trên Dung Bion ngược đi ngược về đoạn đánh nghĩa ấy, Miu nó bảo bên đó rồi có con rồi, tớ có tìm bên đó nữa đâu, tớ chạy xuống dưới sóng giờ thấy hai con. Từ câu 1 đến câu 2 cái chỗ rừng rừng thông cháy ấy, tôi bảo bạn ăn bạn chưa ăn à? Hai con Vâng. cơ mà đâu phải một con. Còn một con tôi đam đam đợt đấy tôi nuôi tôi chết rồi tám mấy phần trăm đấy. Thế thì không phải con đó. Đừng cháy ở cửa 3 Tôi giờ còn hay sao một cái câu 2 nữa ở bên chỗ mẻ dữ vậy. thấy chưa trường? Ba cái nanh máu đéo có thánh tỷ đỡ đâu. Bốn cái thanh chỉ mà sao cái bức thư quỷ cộng không ấy mà đi được được, mà sao cái vé 8 nó đi được. Ai vào ít còn rồi. Thấy có ai vào đi còn chưa? À ông hiểu già. Già chắc ông đang bị nan mic. Thế rồi còn bà ăn không? Pin nữa kìa. Đây viên cứ thả 5 6 hạt vào là vẫn không xuyên. Tớ ném hình như là tớ ném được 2 con ép vào hay sao á. Tớ đi được 2 con ép đấy. Nếu qua vào trường ném cho cái lọ thiên thanh 10% đi bắn chơi. À đây có thiên thanh 10 đây. Lấy Đấy, em cho này. có chứ, cho con ép vào trong đế vin bắn phè phè. 10% luôn nhá. Kéo người mạnh hơn cả nó thứ sốt ấy. Ai nhìn chưa? Đây còn có cả nó kim ngân nữa này, đấy qua đây cho này. Còn đây cái thiên thanh kia kia thôi. Đang ở đâu? Tớ đang đi săn đồ chơi rồi. Tớ còn có cả kiếm rune này. Đi nấy hay là nấy luôn? Tính đấy, tiến hòa đi. Vậy thôi tôi đi dậy đây. Đi ăn sáng ngay, bye bye. Mấy giờ nhỉ? 7:40, 7:40. Nếu vẫn đang chạy mà.
Facebook cho bạn 500 cơ mà. Cái này nó phải chạy tool theo phần mềm mà. Cái này bạn không cần quan tâm, miễn là tôi cho bạn 500 người đấy, bạn cứ nay đủ giờ là bạn bếp của bạn tự lên thăng hạng thế thôi. Thế của tôi mới thăng hạng à? Điên à, nó phải live trực tiếp, đăng video nhiều nó có tương tác chết cha đấy, tại vì video không phải của mình mà. Đừng đăng, đừng xem cái linh tinh lên ngoài cái live stream của mình đừng đăng mấy cái linh tinh lên là cái gì. Nói chung là đừng đăng những mà mình bật thế thôi. Cần đấy gì mấy cái làm gì, ngày xưa tôi cũng hay cái page cũ tôi cũng hay đăng linh tinh đấy, nhưng mà từ lúc đấy đến giờ là mình biết là hóa ra là bị bóp, nó bị vi phạm bản cái gì, vi phạm cái gì video gốc ấy. Bạn ơi, là tôi ấy đây là đến 8 giờ rồi đã ấy chưa, sợ chưa mở cửa hỏi nhỉ. Không, tôi đang bảo là không, đồ ăn sáng thì nó mở lâu rồi, 5:30 là có rồi. Tôi đang bảo là để quạt tóc cơ, tôi định đi gội đầu. Không, đang bảo quạt tóc thì chắc nó phải rơi vào 8:30 để mở cửa hàng. Đi xem là ca sớm của nó là mấy giờ. Ca sớm của nó 8. Ca sớm của nó là 8 giờ hay 8:30 nhỉ? Không hiểu hôm nay từ bi ấy, hôm nay bật Discord này tắt đấy. Không phải ông ấy đang ấy à, ông ở phòng mình nhưng mà ông ấy thấy tắt Discord anh ngoan, anh ngoan ghê. Lúc cần ngoan thì không ngoan, lúc không cần thì ngoan. Không hiểu đâu nhỉ, sao ông tắt mic chứ kia. Mệt. Thôi tôi đi ăn đấy, bye bye các bạn. Tôi đi ăn thôi, tôi về từ ngủ cũng rất. Chưa thể ngày tiếp. Ông dạy live kiếm tiền đi, cứ đi ngủ suốt ngày. Làm vừa like xong rồi bạn. Like nó phải đến giờ sự kiện mới có mà like chứ. Like kiếm tiền gì? Like đây là like không có tiền. Cái server này mà trừ chi phí nọ kia đi các thứ linh tinh chắc mình được độ khoảng
triệu. Đúng 2 triệu luôn. Cái máy hơi á là chưa biết là xịn xăng hay không, để tía thằng Trường ơi, Trường, ví dụ như lương của bạn 7 triệu bạn có sống được không Trường? À? 7 triệu sống được không? Cái chỗ tắt này. Mật thu dậy à? Cũng đúng. Cái gơi trong sửa còn cái mạch đấy là làm không được. Hỏi lên này đóng mà giờ này chưa đến sao? Thì có sao? Sợ như bao giờ? Kiếm được tiền là làm thôi. Phân ơi, bạn thân, nói đi. Bạn thân ơi, hãy vui lên nào. Alo. Bạn thân ở Hưng Yên làm gì vậy thân? Ở nhà chơi, được không? Ở nhà chơi, bố mẹ bạn nuôi. Đấy, cũng sắp đến Tết Dương lịch rồi. Nhanh nhỉ, đi đến Tết Dương lịch với lại Tết âm lịch cách nhau đúng 20 ngày, 3 tuần. Mẹ mày trốn ở góc này thì ai tìm thấy? Bịt thật. Cái toàn thật đấy, tôi đi ăn nó bởi sợ. Không biết, bây giờ phù trí xe vừa sau, vừa xe lắm, trốn sau cái nhà phố. Còn đứng sát nhà. Hết rồi, hết rồi, hết rồi. 8 phút. Thiếu em đập 9 rồi. Ơ à, thôi xong. Ăn minh hoàng phù thủy xem vào năm nó gen đéo rất bê rồi. Đi cơ. Mày sang đây làm gì nữa? Mày thật đẹp. Anh sang đông như này gì? Bán gì? Anh ta cầm đi mà thấm mà đánh cả chịu. Bố nó bảo mày qua cổ của mày thôi đẹp. Sáng sớm là một vòng sân để bị sập. Quế à? Hey. Còn tụi gì cái bọn này? Một người ta mới đi một chân.
Đi hết rồi. Có vừa rồi. Tháng 15 triệu. Cái thằng kia còn cổng máy không đấy? Mới được mua về chưa? Được. Đi bây giờ Hồng ơi, nó không kịp rồi. Trường ơi, chắc bạn bỏ đi Vin rồi. Đi qua à đâu, chắc không đéo bỏ được đâu. Đang tính chạy về bên phòng phát à, về chạy về bên nhà phát thì chạy về là tắt máy. Tắt máy về nhà mới bật. Em đang ở bên xưởng trực mà bây giờ chạy về nhà này phải tắt laptop. Thằng kia nó có đổi cái khiên hóa long lấy cái trực kỹ năng không nhỉ? Tăng ca ca ca. Qua nó hỏi bạn là cái khiên hỏa long bao nhiêu, bạn bảo 1,5 m, nó bảo để đấy mà dùng. Thế thế dùng càng tốt, cả server có đúng một cái mình dùng. Giao cho nó thèm. Bán thiên là 800 mà đủ tiền lên cái lọ với cả cái vũ khí lên 11 đấy. Là làm được 4 tơ xoay là kiểu đéo gì trở lên. Chui cho bạn ơi. Nhưng mà tối nay này hết sự kiện rồi. Ơ ơ ơ. Chết mẹ. Ủa mày quá, rút tiền bề còn 5 cái rác nó nhìn xa quá đéo nhặt được.
Trường ơi. Đang đi đâu em? Mi hình như là không? Ở đây cơ không? Ngủ mà tí đi làm giờ 9:30 đi làm tí chiều về ai không biết luôn chẳng biết gì rồi. Điều kích Miu ơi Miu đi đâu cơ? Đi ăn à? Theo 6 á? Đây là đây 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 đang vợ cái ca đâu rồi cái ca đó quý lắm về treo sáu pa là gì đấy đủ đây đang vào lại đây kịp vé debut làm gì còn đâu nhanh ui địt mẹ hết thời gian luôn kìa vãi lộn đen đấy.
cho con ép vào ạ. Quá. Ủa. Địt mẹ nó đem view mù thì đều có bãi à? Địt mẹ nó cứ spawn lên tinh rồi nào. Bật mẹ hack đánh xa rồi. Thì mẹ bật mẹ hack đánh xa. Bắn cả map mẹ luôn nhanh nhanh. Thì mẹ đem view phải ghét nữa. Đâu có bãi nhở. Được gì cơ? Ngon. Thì bây giờ kiếm thêm cái kiếm cấp 7 nữa là đẹp luôn này. Kiếm thêm cái kiếm cấp 7 nữa là đi. Tập point này thêm 1-2 point nữa là đi. DK ra sân ngay. 18k là đẹp này. Bây giờ đang 13k. ZDK chỉ cần đủ point lên thêm máu thôi là đi được đam rồi. Đam này vẫn là DK bom thôi. Hổ đang ở server đô chạy hộ. Hack cho lắm vào. Mẹ hack cho lắm vào. Bà phải hiểu được trước nhá. Đợt chơi server thằng Tuấn Anh nhá, kiểu mẹ bọn nó hack nhiều quá. Hổ cay mà. Hổ lóc con ép ấy. Đi vào BC đứng trong nhà bắn ra tận cầu mà. Thì bạn hiểu rồi đấy. Hổ với cả ông Hiền, mẹ hai anh em cầm con ép đổi con mẹ luôn, bỏ tiền ra đổi đồ từ RF sang ép, mẹ mày cả map. Ừ, các bạn là kiểu quay bunny cam xong rồi AD nó đéo ban bọn kia ấy, bênh mà két quá thì phải hack mẹ lại luôn. Đi vào BC nhá, đứng trong nhà bắn ra cầu nhá, xong rồi đi săn bot vàng. Nó đang đứng ở cái góc chữ C đoạn 9 giờ ấy. Đứng từ cổng 6 giờ bắn ra, vãi lồn không? Ừ, đéo giết được mình nhưng mà vẫn chết đi vẹ. Mà cay cái nhá, ăn còn khoảng mẹ 1-2% ấy.
bắt đầu bật hack. Mất bóp cay mà. Đi hình răng á. Đi mẹ. Đéo cần một lab. Đi mẹ có lab ở trên công ty nhưng mà đéo dám chơi. Đi mẹ sếp đi mẹ cuối năm rồi sếp chạy đi tụ lùa mà. Ngày xưa còn mẹ vừa làm vừa chơi được. Giờ mẹ ngồi cạnh sếp sợ vãi lùn. Đang tổng kết năm mẹ mày chạy đua mà đua với các team khác sợ mày ông như chó điên ông ấy như chó điên ấy mẹ kéo có thời gian chơi một đêm ba phát là của ai đấy của bên nào của mình à. Mặc bộ hắc điểu lại cũng đẹp mà, xấu đéo đâu. Đề ca bộ đéo nào cũng đẹp luôn. Đây này, tôi đang on con Dark Lord ấy này. Dark Lord Tuấn Le này. Đấy là thằng Hân à? Tầm 1-2 ngày nữa là chúng coi DK đủ phát là chúng đánh DK ngay. Tầm này chưa có vũ khí rồng mà DK đi bom cũng khỏe. Mà season 2 này đéo biết season 2 này đéo có nó có master thì choáng cả lồn thì nhỉ. Từ sang tôi lấy cái áo. Ok. Đấy, cái chân ác điểu lúc năm hình như là bữa trước ông Tuấn cầm hay sao ấy. Đâu, đâu thấy cái chân nào nhỉ? Có, hôm bữa là ông Tuấn ông đưa cho tớ cái chân thiết phiến lúc năm thì tớ đưa cho ông ấy cái chân hắc điểu lúc năm á. Chào bạn Mini. Chào bạn Mini. Gì? Sao?
Nghe giọng nghe quen đấy nhỉ? Quen thì mà quen. Biết gì? Biết đâu. Có đĩa mini là có đĩa nào nhỉ? Để nhớ xem nào. Biết đâu. Quen không? Nếu như cái giọng bạn, tại vì nghe cái giọng bạn nghe cũng khóc khắm. Thì vậy giọng như nghe như này còn bảo khóc nữa thì chịu. Có đĩa minh minh. Miu đâu? Ở đây bạn ơi. Xem có một đứa tớ cái nỏ thiên thanh nữa. Nói đi bạn ơi. Cái con hộp MG. Cái tem là thằng nào? Dạ. Đẻ đẻ. Con dí Miu đã xuất hiện. Chú ơi, có món nào đây K5 không? K5 mà không đưa hết cho bạn đấy, đấy trường ấy, trường cầm mà. À, Tuấn Tia đang có hỏi. Ai hôm bữa cầm cái quần đồng 5% nữa nhỉ? Tuấn Tia đang cầm nó cầm 3 món hắc điếu lắc 5 đấy. Đâu bạn nào có bạn của trường gói á, bạn của trường có chơi MG tới full kiếm mày nhá. Kiếm gì? Kiếm lúc 10 hay là kiếm bình thường? À kiếm này. Cho thì phải cho đồ xịn. Đồ đẻ. Miu chờ. Nó biết gì đồ xịn hay đồ đẻ không? Bạn cứ nói là đồ xịn lắm thì nó chỉ biết. Miu ơi. Em ơi. Thế nào đấy? Người yêu ơi, qua xe vào một đưa anh cái nỏ thiên thanh à. Từ từ bạn đây. Tao có nghe con Miu chờ. BC này đánh tốt quá thì có vẻ có phải chạy ấy. À. Một trong em này không nằm nó trục chặt rồi cuối cùng nó nằm ôm cứng nó không có cửa. Ai ở Thiên Thanh này bạn ơi, xem vào một đây. Mẹ ném gom thành một xếp phát. Noria thùng đồ chứ. Anh là như vậy sao dễ tìm bạn ơi. Tí bạn lục đi. Tí bạn lục đi. Nó có trước chua rồi. Nó không dùng đến đâu, bọn nó đưa cho. Tuấn Tè, áo hắc điểu anh chua lắc năm này. Chân hắc điểu thật chua này. Em vừa đưa cho cái áo nữa này. Mũ hắc điểu này. Áo nhiều quá cơ. Mũ hắc điểu này. Lắc hết nha. Lắc năm hết đấy. Lắc năm hết đấy. Vẫn còn muốn cho con đi ca ra. Cái áo lắc 4 mẹ mày ném tay đỏ thế. Đừng bảo áo lắc 4 phát ra lắc 4 mẹ luôn. Vẫn lùn. Áo đâu có lúc đâu. À nhầm áo 4. Chữa lại đi. Có cái nỉ túi áo quần. À, ai chơi DK đấy trường đưa luôn cho bạn những cái khiên trụ. À dày nữ thần gom cho ông ấy kìa, ông hiểu ông xin cho con Thảo My nó cầm kìa. Mẹ khiên trụ bán đéo 600.000 điền này. Thì mẹ mấy thằng thần kinh này. Trường gom nữ thần cho anh trường nhá. Anh luôn điên thế. Bán đồ toàn giá trên trời. 1.500.000 chỉ có thân mới bán thôi. Thì thân là nành móc cũng 8 gió nhiều. Nành móc cũng 7 đeo cố, thanh chỉ đeo với nhặt đầu luôn. Chỉ đeo với chịu gì. Anh hiểu ơi. Ơi. Trên cái bãi quái mà tròn 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 mà anh trên là cái bãi đôi ấy. Mà cái bãi rơi ra thanh chỉ mới cả nên sói cộng 7 đấy. Mới cả trên ở trên cao hay này. Thanh chỉ em cố cho anh mấy cái mà. Em bây giờ em ba cái lanh máu này đâu có thanh chỉ. Đấy, lanh máu không thôi. Miu giả ơi. Miu giả ơi. Em không giả, anh nói em giả. À, Miu mà lem mà. Miu của em. Đúng Miu mà lem đấy. Cho anh xin hai cái lanh máu, à thanh chỉ rồi.
ai em không ai có thánh thể. Ai còn vũ khí sao cộng 2 không nhỉ, cộng 3 gì đấy không nhỉ? Nhặt mấy cái đấy thì em ra lẽ ra mưu là lẽ ra mưu là mưu là phải ưu tiên anh đấy, bởi vì rằng anh vô lúc nãy anh vô anh đi chiếm quái, anh vô BK cho anh em Thiên Ngọc là phải ưu tiên cho anh tôi mà gọi anh đấy. Em không có thánh chỉ, em không có nanh máu, em mua thẳng vé trong X shop, em được gì em phải đi nhặt mấy cái đấy. Nó hẹn con người ra. À, rồi, mua cho anh xin 10 vé. Anh đi vô chiếm. Zipen bây giờ là phải lên mốc à? Lên mốc của có Zipen à? Boss đéo ra à? Em đang anh đang đứng xếp 2 đợi em này. Em qua đây ném cho một bộ vé. Nói ra đi. Ông em không qua được server 2, em hết tiền rồi. Đang server mấy? Server 1. Ok, map nào? An An. Miu ơi. Ở đây bạn này. Bạn có vũ khí sao? Tớ vừa ném hết đấy bạn ơi. Công nhận hôm qua một xếp xứng tại đây còn vũ khí trao thua này. Cộng 2 luôn, lắc luôn. Ui giời, cộng 2 điên là đập 2B và quá tội. Đây. Đâu. Không có 2 cái gì mấy không? Chưa đây. Để em làm cái viên 1 cho con búp cái. Anh có 2 cái à. Ném hết đây. Lắc 1 16 đấy, đợi chồng nữa. Anh về anh làm anh lấy cái vé anh tìm anh lốc ảo thôi đưa cho. Mẹ về đi đi viên điếu kịp. Ném vé đi mèo ơi. Về với đi viên điếu kịp thì mẹ cuối cùng vô được con ép thì lại vô mẹ đi viên 5. Đúng rồi. Cho một cặp bé nha, khỏi đòi hỏi nhiều nha. Ô tô một lần, vãi lồn. Lần không lấy thôi, không lấy anh có thể chuyển nhượng với người khác. Rồi, ok. Hơn là thì cái nanh máu ấy mẹ người ta là ấy sao được, còn cái nanh máu quay còn xịt nữa. Được rồi, anh đi nhận nanh máu. Không anh đưa trả ở đây anh hoặc là anh ném cho thường thường nó ném lại cho anh hai cái nanh máu. Con nhận vô cặp vé không thích hơn thì cho đi cứ đòi nanh máu khổ thế. Được quý à, được quý thì anh xoay được. Còn được quý thì anh cũng cho anh xoay. Ờ, thiếu cái áo ma thuật, cái quần ma thuật cùi nó đủ xét. Áo ma thuật hôm vừa nãy ném nó được đây, bỏ ấy nó lấy cho. Buồn đó. Hai dạy ma thuật ở đây còn lấy này. Ừ. Còn xem ma thuật cũng được đấy nhỉ. Cái nào cũng đang đọc thôi. Thằng bố nó xịt rồi, ai còn sao không? Ê hả? Anh đi đọc thôi, sao anh hiểu ơi, cung cấp trao anh hiểu ơi. Anh đi đọc thôi. Tức te rồi nhỉ. Bố pin em ơi. Hôm nay mà đi ở nhà vợ đấm chết, ăn ở bên mẹ đấm chết. Anh nhập ơi, miu cấp trao miu ơi. Hết trao rồi, tôi quay vũ khí trao đây. Hết trao rồi mà còn đi quay vũ khí trao không nội. À quên, tưởng có đòi vũ khí trao. Thấy mấy viên? Hai mấy viên gì đó. Cho hai viên. Ồ, MG này đã nhập được một cái thanh chỉ nha. Đã đủ. Tạm vào. Ông cho hai viên ông đưa cho một. Tôi đang rút đi, ông giao dịch với tôi trả đưa cho ông một viên, vừa mới rút được một viên. Đây, thêm hai viên nữa. Tôi thêm hai viên đây. Tôi viên bị dài, cứ BC thôi. BC thôi. Cái hiểu ra, nói ra nghe, tôi thả ghê. Một già. Cái hiểu ra. Đi, mẹ vai, nhìn vai. Ai cộng 2 này ném nó cho bạn nhặt này. Nhặt hết. Này, đừng có bố chi, bố mà bị xui một thôi. Đừng có bố thì bố biết gì. Anh không có bố biết anh quay cũng lên kìa. Cho bố cái vũ khí chào vào thôi á. Bố cho một viên B à bên xui vào thôi, bên chuột á. Anh không biết bùa, anh không có bùa, anh dùng một viên chuột thôi. Đập lưỡi ộp ảo này. Anh em nên nhớ nha, vũ khí trao đập ộp càng cao thì tỷ lệ thành công càng cao. Càng cao. Mô, anh đập ngã. Anh toàn đập ộp cao. Em không cao.
công ty nên mới đập vô coi ấy, cái đập với 6 ổ vẫn lấy mắc 40%. Còn để kia anh có mỗi 30 với 20 thôi. Cái công thức của anh bây giờ có món nào lên cộng 10 chưa? Cái full 9 chưa? Quên ép đâu rồi. Dở luôn. Công mới chẳng thức làm gì cho đau đầu ra. Công thì công, mẹ công nó mông mông. Thì mẹ cuối cùng 13, 14 tuần mới lên được cái kiếm. Bà mẹ nó xin cái bà để làm gì? Công thức để làm gì? Đỏ ăn tất, công thức làm cái gì? Cho đau đầu ra. Cứ bỏ vào và quay thôi, công mới chả thức. Ơi đi mẹ xả rồi. Đi đâu rồi nha? Thương ơi có quay nút phát cuối này không được nữa, thôi chịu đầu hàng. Lên em ơi. Về xịt liên tục cái này bố ạ. Quay cho Quỳnh lõm cứ giữ lại, mai có mốt quay Quỳnh 2, tổ đéo thì phải bán. Phát là 10 đồng. Đúng rồi. Quẩn rồi đó. Đúng rồi. Bạn nhớ đọc cái tin rất đưa xoay Quỳnh 2 là ra rồi. À, kiếm một cái giày đâu ngon thế em? Lưu chua à? Yêu to, yêu móng ít ra mà to. Này, xúc vật. Tự kiếm. Đéo hai hèn đi à cho. Còn que này nó biết lỡ gì. Nhìn cái nọ mà đi về cái Win DV kép này, Win ép đây. Tôi cũng có. Trường đập bốc kiếm. Trường đã bốc kiếm đồ Hắc Vương rồi Trường ơi. Có được đồ Hắc Vương không? Các bạn có cái ngọc bích à? Có cái giày ngọc bích à? Ôi, tôi đéo đeo ngọc bích, tôi đeo kim ngân. Miu có cái mũ ngọc bích đúng không? Em có mũ ngọc bích 5%. Đi cho anh đi. Ông điên là để đủ set để cho là cho cái nào? À, lại màn set ngọc bích nào? Set nó đẹp cực đấy, đẹp chín đẹp. Không phải là set ngọc bích mà cái set đấy để đi ôm bom bố ạ. À. Hôm qua nắm lúc anh em cứ ở cộng bom thì phải có cái set bom mà có như mặc từ. Trường về đang rảnh tìm đồ đi Trường. Set đồ đi. Cái rảnh đâu để. Tuy nhiên là có 3 món hắc điểu 5% rồi đấy. Bữa anh đưa cho nó 2 món thần trùng 4 là 3 đấy. Lắc mà. Nói ra sợ mất lòng nhau. Mèo 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 Trường, mèo. Trường đi mấy ạc BC đây. Mèo. 3 cho anh đi một ạc BC 3. Anh hiểu ơi. Anh hiểu. Hả? Định đến qua trường 3 của anh nào, qua cướp phát trường 3 đi. Vừa đi ăn đấy, vừa đi ăn phở, định mua cốc sữa ngô nhưng mà nó không có bán. Nó chưa nấu được. Kiểu mới có. Thế này em lại về. Để bia mà ở Hà Nội nhá, có bèo bèo một ngày mất 100.000 tiền ăn. 100.000 bữa. Thấy là ăn 2 bữa đấy. Nấu cơm đặt quá tội, nấu cơm phải 100.000. Nói chung là mất tầm đấy đấy. Phần hộp gì nhỉ? Hộp trà sữa trong này đứa nào uống mẹ rồi. 1 tháng 3 triệu. Một tháng ở Hà Nội phải mất khoảng 3 triệu tiền ăn. 100.000 một ngày. 100.000. Đéo quay Huyền nữa rồi, tốn chục bê rồi.
tao rồi không đi được nha. Địt con mẹ nó lừa mình, thằng AD nó điếm gái lộn nè. Thằng chốt lọt AD này, nó dám lừa mình. Và sẽ vào cướp ghét nào. Hả? Anh muốn đeo anh vào đó mà đánh nhau không phải là nhỉ? Ok, anh sẽ ghét lần đi sơ va. Tấn te đi đâu thế này? Sao chị ạc ở đây vậy? Hay bạn on ạc nó ạc ở trường? Ba trăm năm mốt. Nào. Đây bạn ơi. Sang làm nốt chuyến BC. Mình ơi. Giáo từ đây Miu. Mình là đứa nào mình tôi bạn mùa đề sao nó mấy mốt nhân đẹp á nhỉ áo chí. À, nó tốn 10B để quay cái WinF mà nó ra WinDV kép ạ. Win 11 cặp mất đâu, thằng Tiến á. Đâu bạn đâu, các bạn đâu. Mua một vé thôi đúng không? Nắm nắm coi. Chưa, hôm nay 10 giờ. 10 giờ. Mua vé 10 có 72 chứ. Mà ngồi chứ không đã không ngủ dùng như này. Ớt mẹ nó vé đâu ấy. Đấy nick Tuấn Tây nó có mấy cái vé quay mà. Chiều lại trả về đi em thân ạ. Ủa, thịt thì ngon thế, thịt thì ngon thế. Thân ơi. Dạ. Để anh chiều lên trả bê cho em gần đủ đó. Em có đập gì không? Hôm qua em lấy anh 4 nét thì anh đưa em 10 bê nữa thôi. Không. Trả đủ cho em. Chưa em đập đâu. Đây này, cả cái set nó đang đen thùi nùi thế này. Ui, đông thế. Trường ơi, bạn đi mấy hạc đấy? Ui ôi, 1, 2, 3, 4 ạ. Dở rồi, anh hiểu rồi. Chuyển chứ đâu, cầm sau trường tham rồi thôi. DL xin cái cầu nhá. Khiên ý thì bán người ngoài mở rưỡi, anh em cùi lấy 800. Ai mua cho nổi cho không? Nhưng mà ai mua mới là chính. Vãi cứt còn cả Duy Anh một nữa, lú thật. Đâu? Chờ vào. Bắn. Úp được á? Anh hiểu ơi, em có úp được cho anh không? Hả? Búp được, con MG có nhận được búp công không? Có, à không. Có bất thủ thôi. À có. Xe vợ. Thế thì xe vợ này búp đẻo được mà. Đẻo cái gì búp được mà. Ai mà không búp được đâu. Thế này đi tiền. Đây là xin cầu nhè. Miu ơi. Ừ.
chưa đi ăn kim ông bạn được tẩy ép máu bạn bút để chúng nó để cho anh em bắn đi. Rồi đi vô trong thôi nhá. Ừ. Mua không bút để đâu bạn ơi. Đấy, tớ đứng ngoài tớ bút được cho ông mở ở đây. Do ông ý ấy, do ông ý để cái NS thấp hơn của bạn. Của ông ấy đang được đẩy và chắc bút đẻo. Được nha. Đó rồi. Xin đợi. Có cầu nha. Được rồi, hết rồi. Mày ngu anh. Thì tôi trong đây. Rồi chỗ đẹp đây rồi. Ding ding. Rồi tôi đi ngủ đây, bye bye mọi người. Đi xe bay em ơi. Xe bờ ba chúng nó đã làm gì có đứa nào đi xe bờ ba đâu. Xe bờ ba có đống rồi ông nội. Đấy là bọn khác, không phải bọn biết kia. Biết đần ra ra cu ra đồng hoàng mà bọn kia. Không, cái bọn tóc là hai mái cơ. À. Đang nói cái bọn đó cơ. Vẻ có đúng chấm, lịch vẻ chấm năm sâu sắc. Ra cái đè là chết chấm chuyến xuyên đôi, chấm xuyên đôi đi lò đúng không? Bốn cái cất, cất dùng bốn. Nhìn bạn Trường như thằng đói ăn đấy bạn Trường ạ. À? Tớ đang tớ nhìn bạn như thằng đói ăn đấy. Nhìn lợn gầy vãi đấy. Ờ, nó lên rồi này, đấy lên 59 thế này. Anh hiểu rồi. Biết thế em cho con ép của em VIP của em sang xe vào M3 trong khi lại ngon. Ô, xe M3 vắng mà đồ mình KS được, đứng ở bên này bon chen quá. Xe M3 không ra luôn nữa. Giờ bên này bây giờ mới được có 250 quái, ngu thật. Ồ, xe bên này xe M3 thoáng bay lồn nữa. Anh có biết rồi thêm mặc ép nữa. Con ép cùi mà cũng vô đây đang đi bắn xe M3 này. Anh cứ vứt một ác trong một sờ bà, cứ chôn một cùng một gò trong một sờ bà. Chờ tầm này mà gò có điểm rồi, sợ đéo không đi. Bên đây 300 rồi, 400 rồi. Thấy gì chưa? Đấy. Chờ vừa 3 đấy. Đây này, ông ở dưới ông hiểu, ông đứng đây này. Còn cái con ép đây đứng mẹ cùi cùi chỉ cố cái ép cài được chặt giữa mưu cái phi đấy. Ờ, chính như con ép cùi cùi này hay ra bé em con ép cùi này cũng được viên B thôi đây cao rồi định con vẽ đòi lấy lấy nhau à vẽ nó rồi thôi đòi thôi thằng con ơi thôi. Con ép cùi được có viên B rồi. Ở đây nhá, ở đây là không được nhá. Không bằng nhá. Đứng cái tỏ đỏ vốt lầm hay được về đó. Bạn like được bao nhiêu vậy ấy trưởng? Like được bao nhiêu kênh này? 2 sao, địch vẽ rồi. Hai mấy kênh này like tầm bao giờ xong? Đưa đây tao like cho. Còn 20 kênh nữa, 5 ngày nữa. Cũng phải tầm đấy đấy. Ôi trời ơi. Bây giờ mình chưa lỗi được một drop.
ba ngày là rảnh tay đúng không? Ờ ờ hai hả? Thở dài, hello mọi người. Con em server 3, server 2 coi như bỏ. Đấy. Đâu tin là vào còn 200 vào không được vào chào, không được. Cái đèn live stream á. Ừ, thì có cũng được, không có cũng được mà bạn đặt trên Shopee ấy, có 99.000 một cái thôi mà. Đứng bên cạnh. Ở dưới cùng có ai không thân? Đã? Dưới cùng có ai không? Dưới cùng em không biết. Đấy. Thò một tên bay em có ai không? Mìu là đứng kẹp anh hay gì thì anh hấp kích à? Ở trên em còn từng trường nó cả mà cai nó đứng như kìa. Một tên bay em đâu? Trong nhà ép cùi không ấy được. Thôi để em vào trong nhà. Ông của mình ông vẫn đang chen khỏe trên kia kìa. Ba like rồi. Mẹ đấy mới like. Ba like mình còn chưa được đủ đổi ba drop ông còn kêu. Đấy. Mẹ bia mình mới được hai drop, chưa. Đấy. Nhặt cái áo bạn có nhặt không? Cái áo hắc vương, tôi đang để cái đầu cộng 4 nó nhặt vào tôi vẫn ra thì cái gì nhặt cái gì? Điều cũng ác nhờ, mẹ đi vứt áo hắc vương cũng ép anh nhặt, nó đập khổ rồi. 228 quay rồi. Cháu để nhặt đầu cộng 4 này thì nó cứ nhặt, nó cứ trùng cái ấy, nó cứ tự nhặt thôi. Mẹ. Cho con ép củi đi server 3 được một B1S được ngon hơn nó đi server 2 rồi mọi người. Cho chúng tôi hai hạt đi server đéo. Giờ này vắng rồi chị ơi, cái đông. Cái con chư vút này chắc con chư vút này nó ngoan đồng mấy chứ em. Xe vào một bên một lai rồi, hay lắm. Đứng đây cái hết con này, con đã qua được cái dòng mà nhắn hết. Chờ 313 group này, con bờ gờ ghé. Mà con kiếm sốc rồi. Đứng đầu cầu con đã qua được cái dòng mà nhắn sạch. Về nhặt cái đồ cộng 4 nhiều thật. Ô thôi. Đi mẹ. Dở rồi. Ừ. Còn pin nữa. Chứ em không dùng nữa thần à, từ ở trường. Thằng thân nó mới có ấy, thằng thân mới có nữ thần. Còn đâu thường chẳng có cái gì đâu. Nếu mà dùng nữ thần cũng ngắm. Các mình theo vào vũ. Thằng Bin nó có cái ấy, thằng Bin nó có cái thằng vũ. Còn thằng Lót có cái áo nắc 4. Tôi đàm phán được cái áo nắp 4 của nó thì tôi sẽ cho bạn cái áo cộng 9 rồi thôi. Anh Hiểu ơi, địt mẹ em dở rồi, em đéo để búp ấy hết mẹ tên rồi. Ôi xin chúc mừng. Auto mất đi một đối thủ cạnh tranh nặng ký. Được 1B1S rồi. Địt mẹ, 3 like 1 cao rồi. Anh em ơi, khổ lắm rồi. Mất đi được, anh em mất đi một đối thủ nặng ký.
Đâu? Ở bên xe vừa 3 cơ. Dạ. Còn rồi, anh vào rồi, cứu được làm được. Ném xin bó tên bạn này. Bọn này nó điếc hết rồi. Thì mẹ mày. Tí nữa bố mày lột cách treo. Đúng là gặp cụ thì mẹ tần treo rồi. Bây giờ tao xin bó tên, chúng mày có cho không? Không là tiễn chúng mày khỏi chết. Anh đang có cái gì muốn chăn trộn với tôi không? Không tin con này không được đổ rốt. B. Không, tôi đi ngủ đây. Bye bye mọi người nhé. À, vừa nói xong được viên B. Cũng tội người à, lúc 3 giờ em gọi trường, gọi điện cho anh hiểu, nhưng mà anh hiểu không nghe máy. Thế vào 3 giờ gọi anh, 3 giờ săn bót, 7 giờ thôi, 3 giờ gọi anh. Hôm nay cũng biết tai nghe để nói chuyện đồng hồ này, có việc gì đâu. Anh hiểu ơi. Ơi. Em xin nó bó tên nhưng nó hiểu hay sao ấy. Thế là nó ném cái em chứ không là tí nữa em sang em lục quét. Cho không? Cho rồi. Bánh này cũng được hai được rốt rồi, một trao một like rồi. 11 giờ có bot mà. Chín giờ có. Bảy giờ. 7 giờ, 9 giờ, 11 giờ có hết mà. Thần cứ xem 3 múc em. Cho ba anh hỗ trợ trường cho. Đấy, con ép củi củi đi BC server 3 cũng được 4 drop. Con ép VIP đi server 2 cũng đi chỉ được có 3 drop. Ô mà gò mặt server 3B. Đã nguồn vãi kích rồi. Thảo cứ vấp vào rồi server. Hả? Theo 3B này, nó đùa làm gì? 3B một trao rồi, 5 rốt. Cái gì 5 rốt này? Hả? Ô cay, đứng đây này thì còn bắn cái gì? Ôi ừ. Ôi thôi chẳng coi, cố gắng lên drop nữa, được không? 2 phút 28 đây. Lên 3B đi, 4B đi, theo 3 lên 4B đi. Thằng bé lần địch bé đứng bên đây hít bụng luôn à. Anh cứ kẹp cứng được bé lần đầu cầu luôn. Nó quẩy dòng anh chiếm hết, anh ăn hết mà. Là ngu, mưa bằng tuyết cũng ăn được. Thôi anh xin em á, để anh kiếm cái drop. Hắn đã cùi cùi chứ rồi. Trường ơi, con cai đủ drop chưa, cho nó ra ngoài để bạn lấy drop nữa nào. Con cai mà... Mà gọi anh chuẩn bị đồ rốt thế rồi. Thì tớ đéo đủ đồ rốt nữa rồi. Anh đủ rồi. Mà gọi anh sẽ đủ. Mà gọi anh sẽ đủ. Một mấy mươi đâu có farm nữa. Để anh kiếm đồ rốt nữa. Ba trăm rồi. 200 nữa. Đủ bạn ơi, nó có DL đủ rồi. DL 430. Con F của bạn mới có 6 mấy, đủ rồi. Hello. Con cai chạy ra nhanh còn kịp. 400 rồi. Mà anh cứ để mẹ đứng im phát, để mẹ mình đây nó mầm mầm. Ô mà gò mới chờ 3 rồi. 6 rút. 1 like. Nó phải phát rồi. Lô bê, lô bê, lô bê. Không vào đâu, lột đi.
Lọc đêm ơi. Đêm đi, đêm đi. Hiểu giả, hiểu giả ơi, hiểu giả. Còn ép anh mà không phải cái ép cũng được 3 rốt ạ. Cuối cùng đeo đủ 300, 400, 400, no. Ôi giời. Tôi không quy đâu. Đây được một sao đây, gì nữa. Hiểu giả, hiểu giả. Ôi ôi, một sao ba ngôn nhỏ. Mẹ chơi gì thật hai lằng nhằng quá. Mạnh vẫn nhìn này anh em ạ. Hôm nay trời nó không, nó không nắng, nó còn lại ơi. Về server 1 cầm đồ đi này. Đồ đi xong tí gom lại cho bạn. Này bạn đi làm này. Bạn trưởng. Chỉ thanh nữ cộng 3 là sao nó nhặt. Bạn trưởng ơi. Rồi, nhặt. Này bạn, chỗ bạn có từ hồi bé đến giờ bạn có chỗ nào tuyết rơi không? Sapa à? Chỗ bạn Yên Bái mà. Cái Thanh Chí biết răng nhỉ? Nhưng mà của bạn có chỗ nào tuyết rơi không? Nhưng mà nó có lạnh không? Có khi nào chỗ bạn lạnh quá nó cho bọn trẻ con nghỉ học không? Lạnh quá nó cho các em nó nghỉ học. Người ta cam mùa server 1 đi. Trẻ ơi, vậy là trẻ con nghỉ học, người lớn nghỉ làm, ở nhà ăn xong quận chăn ngủ cũng sướng. Cứ cảnh ở nhà quận chăn ngủ này cũng sướng. Dạ. Đến đâu anh ơi? Lên ship 4 anh á? À? Chứ đi đâu? Minh Minh. Chứ lên màu đông à, một bát rồi chịu. Người đi lắm. Tiền ship thì lấy anh, tiền ship làm gì? Thế anh làm bát 40 nhá. Làm bát 50 á? À? Làm bát 40 nhá. Ôi xôi. Làm bát 40 nhá, cho nhiều thịt nhá. Cái gì ngon ngon đó. Ờ, ai nói chuyện đấy? Không có. À xem có nó vào hút không? Ôi, vừa gọi được 2B. Số mình ăn ở tốt. 2, 4, 6, 7 rồi lốp. Ơi. Binh ơi, bạn Binh ơi. Miu ơi. Miu. Miu ơi. Cái gì anh? Thằng Magia nó không chơi server này nhá, nó quay lại server cũ nó chơi nhá. Ừ thì tất nhiên. Bảo nó đồ đạc đưa lại cho. Ừ, em biết rồi. Kệ nó đi. Nhanh rồi lấy cho anh cái tay lôi phong. Ăn cướp thì em đang gom xét đấy đấy. Em ừ, cho nó mượn rồi, ai cho nó. Ai em sẽ lấy cái đấy em đổi cái thằng Bim để cái áo. Đổi cái lò đổi. Địch mẹ đổi hết cho vui địch chứ rồi vui mình rồi lấy ABK. Anh ngẩn ngơ à, em đổi lấy áo mà, em đổi lấy áo của em mà. Dạo em cộng 9 rồi em còn đi đủ gì nữa, em nó đá. Không. Nó không có nắc. Không, em phải. Là, ô, rồi còn phải lắc với không lắc, đây cộng 9 rồi còn cần lắc nữa. Không. Đúng còn lại và con nội đi lên đi cắm thanh chỉ, theo nói chuyện đó, tí xoay VVC. Và thanh chỉ cộng 7 rồi, à và đánh móc cộng 7 rồi, lên cắm thanh chỉ rồi. Tí nữa sẽ có anh Thìn vào, bạn thân của anh vào chơi với anh, em đi ngủ đây. Thìn là bạn thân của Hiêu. Hiêu là bạn thân của Thìn. Thìn và Hiêu là đôi bạn thân. Thìn đi chơi, Hiêu đi học. Thìn và Hiêu là đôi bạn thân. Trường ơi, sát kết hoa gì à đi cái. Thìn và Hiêu là đôi bạn thân. Thìn đi chơi, Hiêu đi học. Thìn và Hiêu là đôi bạn thân. Chồng của anh. Trường và Minh là đôi bạn thân. Trường đi chơi, Minh đi học. Con đấy của bạn đâu? Bạn để chống tung đồ đi.
Để chống thung lũa đi đã, để chống thung lũa đi đã. Đấy, ở cả cũng có khiên 5 mà. Trường và Hiếu là đôi bạn thân. Trường đi chơi, Hiếu đi học. Trường và Hiếu là đôi bạn thân. Tắt mic thằng này được. Sống là anh có máy bề mà. 5 năm. Cần bán ít BS giá 11 trên 1 cặp. Đây bạn ơi, đây tôi đang vào con đi cả rồi. Mew á. Con. Mew đi. Mew, im chưa? Đấy trường ơi, con chết kìa. Kìa đấy. Nào. Tao có im được vào. Chốt. Đây đây này. À, Mew nói người lời phết nhở, ngon phết ạ. Nói im ngay. Anh Hiếu ơi, em muốn anh muốn em cắn chết anh không? Anh Hiếu ơi, anh Hiếu ơi, anh muốn em nghe 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 nghe. Kiếm được cái giày nó ngon cơ. Đường chắc sớm mai đi chợ vòng vòng hút cái giày đâu. Thân đi đi chợ chồng với em chợ á. Ừ, nhồng nhồng quá ấy. Có mấy con gà ăn trâu đầu sao bên này ca ba ít có nhỉ. Khách chỉ nhặt ở đâu vậy thân? Ca hai em đó, em đang cắm ở trên ca hai này có nhiều không? Từ sáng giờ chưa nhặt được cái nào. Trước cái bãi tóc dài trên K3 có mà giờ trên đây không có tóc dài. Có tóc dài thứ tư, bãi thứ tư nhưng không có. Điền như chó. Chấm đây nhặt đa nguyên thủy luôn, tội chó thì đúng không em? Đúng rồi anh. Má, cái tay thiết phiến này lại 10% chứ đéo phải 5% nhỉ? Đeo trả một đúng độ nó chết đi. Đéo, có tay luôn. Còn một cái đúng thôi em. Chết đâm ngoài kia cọc hướng xét ra ve vô cũng bá đạo đấy, không phải dạng vừa đâu. Không phải dạng vừa 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 đâu, mà lại dạng rất rộng. À, dạng rất rộng à. Có cái mũ thiết phiến nó bán 80k, mình tự 8k. Tay á, hay dày? Mũ. Mua không có giờ mua làm chi? Mà giờ đánh một giật. Anh đang săn nguyên liệu VC. Ngựa mới giờ mới đi vào 43 thôi, khi nào mắc 50 đây anh em ơi. Chắc tuần tiền nó có bùa nó mắc mẻ nó. Hôm qua xuống nhập tí được tí 8 xem xét thoải mái. Chào còn sự kiện gì nhỉ? Siêu boss Medusa à? Đi mẹ đã ra bộ trâu xanh hợp với khiên trụ với phết nhỉ? Anh Hiếu ơi, chợ đéo có cái đéo gì. Kiếm mà chuồng cái này. Không lắc. Lấy không? Có, kiếm đi. Kiếm phượng. Thôi. Nó có điều 5% này, 50k này. 50k mua làm gì? Lắc mua làm gì?
Lắc địt mẹ, đất bọn này bắn đất thích nhở. Ai có mua dòng đố 5% không? Thì gia nhân ngon vãi lìn luôn kìa. Con này nó kẹp em, nó có ép. Nó có ép, kẹp nha, kẹp. Kẹp em, kẹp thanh chí anh. Con xúc vật này. Cút. Bút trong cái tàu này. Tôi chẳng cái chuồng của đứng kẹp này, mất dậy này. Rồi. Phải luôn, sao bạn giao nhiệm vụ khó thế, tôi đi làm bây giờ luôn này. Không, bạn ao đi. Điều đâu? Ai? Điều săn cầm ác trường săn bót đi. Ôi bạn điên à, tôi không vào ác trường đâu. Tức tạp lắm, mệt lắm. Nó nhiều ác quái nhìn. Tôi đi ngủ đây, tôi săn nó từ lúc 1:30 sáng ấy. 8 tiếng rồi chứ đừng ngủ ấy, thôi đi ngủ tí đây. Tí tại đi săn bên xa. Bye bye. Bye bye. Bye bye Minh. Tao tao nhắn đồng thuyền muốn đưa tao cái găng. Bạn Minh ơi. Bạn Minh. Minh ơi. Ê. Anh hiểu đứa đấy ca hết rồi mà. Ừ. Đấy. Bạn sinh năm bao nhiêu ạ? Tao đúng em à. Ừ. Đừng có đeo bít. Bạn sinh năm 98 đúng không? Hôm giờ cứ đi hối hối rồi. Làm sao? 97. Ôi em thoát rồi, em thoát rồi. Phải gọi tao bằng chị Miu Miu. Bây giờ là chậm đúng không? Mi phải gọi tao bằng chị Miu. Anh Bú có muốn chọc vào anh, em sẽ đeo thôi nói. Đâu gọi anh? Gọi bằng chị Miu. Đâu gọi anh? Thì ta cắn không? Mày chứ? Mi thì nó rõ rồi. Trời có điên bót xong rồi ọp đến gần trưa đấy nhau. Họ đang đánh giá thì xét mẹ con ấy là ngu chi. Thân ơi, ừ? Quay lại bài đó đi, anh lên gặp anh chết. Quay lại bài đi em. Em đổi qua server 6 rồi. Thân chỉ có mấy cái mà đánh máu, đánh máu có mấy cái mà thân chỉ không có. Nhưng vé BC để cho vé Devin đó, Devin tạch nhiều lắm. Lần 4 lần 1 lần kia, hôm nay 56 còn thứ 15 lần nữa. CC VIP bây giờ ở Windows 2 tiếng 9 giờ. Tối nay anh em ơi. Bỏ đi. Phải đéo đi ca cùng à. Bạn về xuống không ấy, xem trường nó có lồng búp đấy không? Có lùng búa nhưng đều có đi ca bạn ạ. Bịp thật. Thật
Takana đi anh tìm Takana một cho. Sáng này không có địch cơ mà, địch nghỉ hết rồi. Đây, Takan 2 một con này. Kéo dồn ở cái góc nào đó đi. Nó chạy về cái đoạn đi vào đảo ấy. Kéo dồn về 129171. Kéo về góc cụt đi. Takan 1 có ai tìm chưa không? Em tìm Takan 1 chưa? À đây còn nữa. Lồn ra. Thần ơi, những số sinh ra chúng mình. Kéo vào góc cụt chưa? Ui. Góc cụt rồi. 136162 này. Em kéo mẹ về góc. Góc chỗ cầu cụt á hay chỗ nào? Bật cái map lên nó có cái đảo đỏ 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 ấy. Đảo lửa hả? Đảo lửa ấy, nhưng mà nó đường đi vào cái đảo lửa nó có một cái đoạn rẽ sang bên trái này này. Nó đang có boss đang ở trong đấy. Ok. Thật đánh người không? Thần đang đi săn về. Thần là vua cài dòng đỏ. Giờ xe vào 2 dòng đỏ ăn toàn ra gen à. Nếu có viên B nào chỉ ăn được 1 xe vào 3 thôi. Vậy à. Em đi ăn bot 5 đi. Ăn bot 5 đập đồ cho anh em chơi. Chắc tí nữa em phải đi nếm mấy con bốc 4 nữa để em còn kiếm tay thiết phiến thôi. Lấy một con bot nữa, lấy một con nữa đi tìm bot, nốt con Takan đi. Em á. Đang cầm hẳn 2 con chạy bot rồi. Anh đang kéo một con, anh đang kéo một con về đảo lửa nó rồi, là 2 con rồi. Về đảo lửa Takan 2. Tìm con nữa đi em.
Anh đang vốn rồi lùn vô bù rồi. Bả cái chết cần mạnh. Đâu không kêu phải ông cầu cụt này. Dạ. Đây 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 đây. Này bắt đi kéo con này về này. Đưa ra đi. Đi tìm con nữa đi. Đang đào lửa ta can 2. Hả? Đi đéo đâu con này ngủ à? Ta qua kéo rẻ hơn ta đi lò rồi. Ta qua thì đánh độc con đi theo mà. Con đần nó đi theo này. Đánh độc xuống hoạt nó đi theo. Ê đây 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 trường 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 đi xuống dưới đi xuống dưới. Ta cắt 2 á. Con nữa chưa? 3 con nữa mà. Ta gọi kêu đầu, kêu, ta gọi kêu 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 mất lẻ hơn đó. Nó đọc trước mặt lại đi kêu. Con nó giật. Không lắc rồi, đeo đi theo nó rồi. Con Lan Anh nó bao còn còn cách xa bạn bao nhiêu? Mày ăn lùn, ăn nó ăn nhanh ấy nhở? Cái bé mà cầm tưởng nó đánh đau vãi, nó đánh con bóp nhanh vãi lùn ấy. Con này em đi đưa rồi, bảo đó đi thôi. Đúng rồi, đi thôi. Hôm qua con em mà mất hai phương nào không trưởng? Cái auto giật à? Đấy, hai quân luôn này, hai quân luôn này. Đầu đào hoa chơi hai quân này, đầu ta chơi hoa hai quân này. Tiếp vào đâu đây? Tiếp vào đâu? Tiếp vào đâu? Anh đang cảnh giống hai luôn. Anh đang cảnh giống là hai cho bộ này. À, được, tiếp vào hoa chơi. Tôi ăn xong, xong bạn vào ác nhá. Tôi ăn xong con này xong bạn bác nhá. Để nó đỡ mất đam. Đó là cụt à, đúng không? Hả? Thôi Trường. Trường ơi. Trường. Trường ở chỗ nào? Đang hang chơi này. Chết đồng rồi. Tam bảo con nó vô đi. Quân đàn lồn trâu nó. Còn 30% mà lỗi nhở?
Chỗ này là trả lại cho cũ à?